Hi, chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị và các bạn đã đến với Bạn Nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gửi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Còn bây giờ gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Video hôm nay Thành xin chia sẻ mẫu xe tay ga 125cc vừa ra mắt với thiết kế và trang bị đến từ tương lai. SYMZSL 125 chính là một mẫu xe hoàn toàn mới vừa được ra mắt với các trang bị hàng đầu phân khúc. Nổi bật trong số đó có thể kể tới hệ thống phanh ABS vô cùng an toàn do tập đoàn Bosch của Mỹ độc quyền nghiên cứu và phát triển. SYMZSL 125 là một dòng xe tay ga mà hãng xe Đài Loan sản xuất dành riêng cho nam giới, thu hút đấng mày râu bằng vẻ ngoài đầy khác lạ và độc đáo nhưng lại không kém phần mạnh mẽ. Diện mạo thể thao của dòng xe này đến từ lối thiết kế táo bạo, phá cách độc nhất vô nhị mà chỉ riêng SYMZSL 125 mới sở hữu. SYMZSL 125 hiện tại đang mang một cặp bi cầu LED hầm hố, có hiệu ánh sáng vượt trội hơn nhiều lần so với LED thông thường. Chúng được đặt sâu vào bên trong hốc đèn lái, một vị trí rất khó để nước lọt vào khi di chuyển trong điều kiện trời mưa. Tổng thể SYMZSL 125 làm cho người nhìn có cảm giác thích thú bởi vì kiểu dáng góc cạnh thể thao, nhưng nó lại đỉnh hơn hẳn so với những dòng xe tay ga khác ở chỗ sử dụng một cặp phuộc lò xo đôi ở phía sau. Cặp lò xo này không chỉ giúp tổng thể trở nên hài hòa và cân đối mà còn tăng cường hiệu năng nhún nảy của chiếc xe, đem tới cho người sử dụng cảm giác êm ái trong quá trình vận hành. SYMZSL 125 không chỉ được trang bị màn hình TFT tựa như những mẫu mô tô phân khối lớn, mà trong những chiếc đồng hồ này còn chứa một cảm biến ánh sáng. Nó có thể linh hoạt điều chỉnh độ sáng của màn hình dựa trên điều kiện môi trường để người lái dễ dàng quan sát hơn. Về lối hiển thị của màn hình trên SYMZSL 125 thì thật sự mình không còn gì để chê khi các thông tin đều được bố trí một cách hợp lý và dễ nhìn. Đặc biệt thông số audio và giờ giấc còn có màu xanh lá, vừa dịu mắt mà còn nổi bật giữa màu nền đen huyền bí. Theo SYM, họ đã can thiệp vào khung sườn của ZSL 125 để tối ưu chiều dài cơ sở rút ngắn lại chỉ còn 1290mm. Điều này sẽ khiến cho chiếc xe có thể vào cua với góc nghiêng 45,4 độ y hệt những mẫu xe côn tay mà không cần phải lo về vấn đề an toàn, miễn là bạn có đủ bản lĩnh và kỹ thuật để thực hiện. SYMZSL 125 sử dụng hệ thống thắng đĩa ở hai bánh trước và sau, nhưng điều đặc biệt là ở bánh trước còn có sự xuất hiện của hệ thống chống bơ cứng phanh ABS do Bosch sản xuất theo đơn đặt hàng của SYM. ABS của SYMZSL 125 sẽ tạo cảm giác tự tin mỗi khi chủ nhân cần phải xử lý tình huống, vì chính hệ thống này sẽ tự động phát hiện ra nguy cơ phanh bị bó cứng mỗi lần nó sắp xuất hiện, tự động nhấp nhả thắng để hạn chế bị khóa bánh. SYMZSL 125 được cung cấp sức mạnh bởi khối động cơ 125cc SOHC 4 van la mát bằng chất lỏng với mô men xoắn cực đại lên tới 11,6 nanomet. Dựa vào con số trên, độ bốc của nó chắc chắn sẽ ngang bằng hoặc hơn Honda SH 125i 2021. SYMZSL 125 hiện đang được bán chính hãng tại Đài Loan với mức giá đề xuất 96.800 tân đài tệ.
vừa rồi là những thông tin và hình ảnh về mẫu xe Taiga XYM ZXL 125 vừa ra mắt với thiết kế và trang bị đến từ tương lai. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho Thành xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.